Đây là hai trọng tài sẽ điều hành trận đấu này. Trọng tài đứng lưới đó là ông Nguyễn Văn Lam, và trọng tài trên lưới là ông Nguyễn Anh Tuấn. Tổ trọng tài Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất ông Nguyễn Anh Tuấn. Tại giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương thì Sa Đéc Khánh Hòa để thua Biên Phòng với tỷ số 1-3, nhưng họ đã đánh bại chính đối thủ này để đăng quang tại giải vô địch quốc gia 2023. Và dĩ nhiên rồi, cả Sa Đéc Khánh Hòa và Biên Phòng sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch tại giải vô địch quốc gia năm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của Sa Đéc Khánh Hòa. Số 7 Phạm Quốc Dư. Số 10 Đinh Văn Tú. Số 11 Nguyễn Phúc Lộc. Số 17 Evano. Vận động viên Evano. Số 1 Quỳnh Trung Trực. Huấn luyện viên trưởng ông Bùi Quang Ngọc. Đội hình ra sân của đội Gavi Long An. Đây là đội xuất phát của Sa Đéc Khánh Hòa. Còn đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội xuất phát của La Vi Long An. Số 6 có Minh Hoàng. Số 7 Nguyễn Văn Sơn. Số 11 Nguyễn Văn Thái. Số 15 Văn Hoàng. Và số 9 Phạm Minh Toán. Huấn luyện viên trưởng ông Phạm Quốc Tiến. La Vi Long An từng là một thế lực của bóng chuyền Việt Nam những năm 2010. Khi đó thì những cái tên như Hoàng Long, khi đó thì La Vi Long An còn thi đấu dưới cái tên là Hoàng Long Long An, với những cái tên như là Huỳnh Văn Tuấn hay Nguyễn Quốc Vũ. Và họ đã từng vô địch Cúp Hùng Vương vào năm 2011. Trong cái đó thì Khánh Hòa, địa phương đã chọn bóng chuyền là một môn thể thao để đầu tư chủ lực, và họ lần đầu tiên vô địch quốc gia vào năm 2007. Khi đó chủ công Ngô Văn Kiều là người tỏa sáng rực rỡ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa La Vi Long An và Sa Đéc Khánh Hòa. Ở trong trận đấu này thì La Vi Long An thi đấu trong trang phục áo trắng, và ở phần sân bên phải màn hình của quý vị và các bạn vừa rồi thì đã có đổi vị trí của các vận động viên bên phía La Vi Long An và có điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp. Đó, tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Dương Văn Tiền. Ngay sau đó thì Dương Văn Tiền đã có một pha phát bóng đi ra ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Khánh Hòa ở mùa giải năm nay được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, bởi họ đang có một đội hình hết sức đồng đều với những vận động viên dày dặn kinh nghiệm và kết hợp cùng với sức trẻ. Quá hay! Đó là tình huống ghi điểm của Evandro. 3-1. Hai ngoại binh của Sa Đéc Khánh Hòa ở mùa giải năm nay đều là những vận động viên tới từ Brazil. Phúc Lộc là người ra bóng. Chắn bóng đi ra ngoài. La Vi Long An rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 sau tình huống đập bóng của Lê Văn Thành. Rất tốt. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Văn Thái. 3-3. Những pha phối hợp của các vận động viên bên phía Sa Đéc Khánh Hòa là rất mượt mà. Và vừa rồi thì Quốc Dư đã ghi điểm ở vị trí số 2.
và Quốc Dư sẽ là người phát bóng. Quốc Dư năm nay 28 tuổi. Và sức bật đà của anh mỗi khi thực hiện những pha đập bóng lên tới 3m45. Thêm một tình huống ghi điểm nữa của Quốc Dư, và lần này từ pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Và phát bóng rất khó chịu. Sáu ba cho San Thép Khánh Hòa. Và khi để cho San Thép Khánh Hòa lên điểm một mạch thì bên phía La Vi Long An đã quyết định phải xin tạm dừng hội ý lần đầu tiên ở trong set đấu này. Với những cái tên trong đội hình đang thi đấu như Triển Chiêu, Quốc Dư, Dương Văn Tiền, rõ ràng sẽ là Khánh Hòa đánh giá cao hơn khá nhiều so với La Vi Long An. Và những gì đang diễn ra kể từ đầu set đấu đến giờ, nó cho thấy sức mạnh tương đối vượt trội của nhà đương kim vô địch. Chắn bóng thành công. Một tình huống chắn bóng tốt của San Thép Khánh Hòa trước pha đập bóng của ngoại binh Quân Mòm. 7-3. Tỷ số đưa rút ngắn xuống còn 4-7. Đó, tình huống phát bóng đi ra ngoài của Quốc Dư. Tình huống phối hợp chồng quá hay của San Thép Khánh Hòa với tình huống đập bóng tới từ Evandro. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc của San Thép Khánh Hòa chính là cha đẻ của những tình huống phối hợp đánh chồng kể từ khi ông làm huấn luyện viên của Thể Công. Và bây giờ thì ông tiếp tục phát huy những bài phối hợp ấn tượng đó cùng với San Thép Khánh Hòa. Vừa rồi thì Evandro đã có một pha phát bóng đi ra ngoài khá đáng tiếc. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-8. Và phối hợp dẫn nhảy một chân sau đầu rất ăn khớp của San Thép Khánh Hòa. 9-5. Sẽ là tình huống phát bóng của Triển Chiêu. Với chiều cao 1m94, Triển Chiêu có quá nhiều lợi thế. Nhưng rõ ràng là vì Long An cũng cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ trước khi bước vào trận đấu này. Vừa rồi là một tình huống phối hợp ghi điểm tốt ở vị trí số 4. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-9. Đó là pha xử lý không tốt của Văn Tú. 7-9. Khoảng cách giữa đội bây giờ còn 2 điểm.
Trần Văn Tiên đã tái lập khoảng cách 3 điểm cho Saranac Khánh Hòa. Đó, tình huống đập bóng trúng vào tay chắn bên phía La Vi Long An trước khi đi ra ngoài. Cựu binh Đinh Văn Tú là người thực hiện phát bóng. Rất tốt. Đó là một tình huống phối hợp đã đánh lừa được hàng chắn bên phía Saranac Khánh Hòa, giúp La Vi Long An rút ngắn tỷ số xuống còn 8-10. Đây là Thoại Khương. Nhưng ngay sau đó thì Dương Văn Tiền tiếp tục ghi điểm để tái lập khoảng cách 3 điểm, 11-8. Kể từ thời điểm mà Saranac Khánh Hòa dẫn 3 điểm khiến cho La Vi Long An phải tạm dừng hội ý, thì đến lúc này khoảng cách đó vẫn đang được duy trì. Những tình huống đập bóng của Evandro có lực rất kỳ khủng. Và vừa rồi chúng ta có thể thấy bóng đã đập tay chắn bên phía La Vi Long An và văng ra ngoài xa như thế nào. Chuyền hai Đinh Văn Tú và Quốc Dư vừa rồi đã có sự ăn ý rất tốt. 13-8. Bây giờ khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Vẫn là những pha phát bóng của Dương Văn Tiện rất mạnh. Đó là tình huống dính bóng và có điểm cho Saranac Khánh Hòa, 14-8. Chúng ta cùng xem lại pha phát bóng quá mạnh của Dương Văn Tiện. Một tình huống sửa lỗi khá hay của La Vi Long An. Họ đã ngăn được mạch lên điểm của Saranac Khánh Hòa rồi, 9-14. Có vẻ như đó tình huống mà chuyền hai Văn Tú cũng đã mắc lỗi dính bóng. 10-14. Bóng không qua lưới sau pha phát bóng vừa rồi của Quang Khởi. 15-10. Tình huống ghi điểm của Quốc Sử, 16-10. Đó là pha đập bóng xuyên chắn của Quốc Sử. Cuối cùng thì La Vi Long An đã có thêm một tình huống ghi điểm ở vị trí số 2. Vừa rồi người ghi điểm cho La Vi Long An đó là Văn Thành.
Cuộn mòm ngoại bình bên phía là Villarreal đến thời điểm hiện tại của trận đấu vẫn chưa để lại quá nhiều ấn tượng. Và vừa rồi thì Evandro đã bị chắn bóng thành công bởi các vận động viên bên phía là Villarreal. 12-16. Cú đập bóng vừa rồi của Evandro đã giúp cho Sàn Nhất Khánh Hòa nâng tỷ số lên 17-12. Sàn Nhất Khánh Hòa xin thay vận động viên số 10 ra sân, số 12 vào sân. Bên phía là Villarreal có sự thay đổi người khi số 12 Hoàng Long được tung vào sân thay cho có vẻ như là Văn Thái. Phát bóng không qua lưới. 13-17. Phát bóng đi ra ngoài. Tương đối đáng tiếc. Là vì Long An không dễ dàng có được những điểm số trước Sàn Nhất Khánh Hòa. Nhưng họ đôi khi lại để lãng phí với những tình huống phát bóng học. Bóng đã chạm vào các tay chắn bên phía Sàn Khánh Hòa trước khi đi ra ngoài. 14-18. Tình huống đập bóng sau vạch 3m không thành công của Cuộn Mòm. Và lần này thì Văn Thành đã ghi điểm sau vạch 3m thành công giúp ngắn tỷ số xuống còn 15-19. Văn Thành chính là người đã trưởng thành từ lò đào tạo của bóng chuyền Hà Tĩnh. Và anh chính là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền Hà Tĩnh kể từ năm 2018 đến năm 2022. Và trong lần khoác áo là Villarreal thì trận đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Cúp Hóa chất nước Giang năm 2024 thì Văn Thành được trở lại nhà thi đấu quen thuộc của mình. Vừa rồi là tình huống bỏ nhỏ chuẩn xác vào vị trí lỗ đồng xu của Quốc Dư. Không như vậy là trọng tài xác định có điểm cho là vì Long An vừa lỗi kỹ thuật tới từ các vận động viên của Sàn Nhất Khánh Hòa. Thêm một tình huống chắn bóng thành công nữa của là vì Long An. Bây giờ thì tới lượt huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc của Sàn Nhất Khánh Hòa quyết định xin tạm dừng hội ý. Đây là lần tạm dừng hội ý đầu tiên của Sàn Nhất Khánh Hòa ở trận đấu này. Vào cứ bình tĩnh, lấy đà đàng hoàng xong rồi vào. Đánh thứ hai là các chuyển hai chuyển các đồng công chuyển thật cao lên, đánh được đánh không đánh được bỏ. Có lẽ đã chứng kiến chút ít sự vội vàng của cao trò huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã nhắc nhở các vận động viên cần phải bình tĩnh hơn trong những pha phối hợp. Sàn Nhất Khánh Hòa xin thay vận động viên số 20 ra sân, số 10 vào sân. Điểm Sàn Nhất Khánh Hòa 20-17.
lỗi dính bóng và điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 20-17. Văn Tú là người ra bóng, đi ra ngoài mất rồi, rất đáng tiếc. 18-20. Trước khi trận đấu này diễn ra thì La Vi Long An bị đánh giá thấp hơn, nhưng có lẽ chính điều đó đã giúp cho họ đang có được một trạng thái tâm lý thi đấu tương đối thoải mái và gây ra nhiều khó khăn cho Sa Đéc Khánh Hòa. Lúc này thì khoảng cách về điểm số giữa hai đội cũng chỉ là 2 điểm mà thôi. Cứ bóng tốt. Và đó là tình huống ghi điểm của Quang Khởi. Đây là giải đấu mà Quang Khởi được La Vi Long An mượn từ Ninh Bình. Và kể từ đầu set đấu đến giờ thì Quang Khởi đang thi đấu tương đối hay. 19-20. Này thì Dương Văn Tiền đã tái lập khoảng cách 2 điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 21-19. Nhưng rõ ràng cái cách mà Sa Đéc Khánh Hòa đang thi đấu trước La Vi Long An là khó khăn hơn dự đoán khá nhiều. Phát bóng lỗi, bóng đã đi quá thiếu chuẩn xác sau tình huống phát bóng vừa rồi của Dương Văn Tiền. 20-21. Guamon đập bóng rất mạnh, bóng vẫn trong cuộc, có cơ hội để giúp cho La Vi Khánh Hòa sa bằng tỷ số hay không, và họ đã làm được. 21-21. Rất nhiều khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao của Hà Tĩnh đang cổ vũ cho La Vi Long An. Việc một đội bóng bị đánh giá thấp hơn như La Vi Long An đang gây nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch Sa Đéc Khánh Hòa đã khiến cho nhiều người cảm thấy thú vị. Đập bóng quá mạnh và chuẩn xác, đó là Ivan Tro. 22-21. Ivan Tro đang là một trong những người ghi điểm chủ lực của Sa Đéc Khánh Hòa trong set đấu này. Của La Vi Long An, Lê Văn Thành, một người cũ của Hà Tĩnh, và không ngạc nhiên khi các khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh đang cổ vũ cho cựu đội trưởng của mình. Quốc Dư tiếp tục giúp cho Sa Đéc Khánh Hòa vươn lên dẫn trước 23-22. Những tình huống đập bóng của Quốc Dư và Ivan Tro đang giúp cho Sa Đéc Khánh Hòa vẫn duy trì được lợi thế dẫn trước. Và Thanh Thuận được tung vào sân rồi. Từ Thanh Thuận năm nay 32 tuổi, anh có quá nhiều kinh nghiệm ở những giải vô địch quốc gia như thế này. Và đập bóng tốt sau vạch 3m của Từ Thanh Thuận. 24-22. Và sẽ có set point dành cho Sa Đéc Khánh Hòa. Lần thứ 2 trong set đấu này, La Vi Long An quyết định xin tạm dừng hội ý. Đây là Từ Thanh Thuận, người sau khi được tung vào sân đã ghi điểm quan trọng giúp cho Sa Đéc Khánh Hòa có cơ hội giành set point.
Từ Thanh Thuận, vận động viên dày dặn trận mạc của Sài Gòn Khánh Hòa thời gian gần đây, luôn được huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc tung vào sân ở những thời điểm quan trọng. Chắn bóng đi ra ngoài, cứu được set point đầu tiên rồi. Là vì Long An rút ngắn tỷ số xuống còn 23-24. Đó là tình huống ghi điểm của Lê Văn Thành. Số 2 ra sân, số 3 vào sân. Vào năm 2023 thì gia đình của Lê Văn Thành quyết định chuyển vào Bình Dương để sinh sống. Và đó lý do vì sao mà vận động viên này quyết định chia tay Hà Tĩnh để thi đấu cho Long An. Và như vậy là trận đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng sít sao của Sài Gòn Khánh Hòa trước La Vi Long An. Evandro chính là người đã ghi điểm quyết định giúp cho Sài Gòn Khánh Hòa kết thúc trận đấu với chiến thắng 25-23. Một trận đấu mà chúng ta đã thấy phần nào sức mạnh của nhà đương kim vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia Sài Gòn Khánh Hòa, và cũng phần nào thấy được sự xuất sắc của La Vi Long An khi đối mặt với đội bóng được đánh giá cao hơn mình rất nhiều. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút theo dõi lại những tình huống đáng chú ý trong trận đấu vừa rồi trước khi đến với trận đấu thứ hai.
Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao của Hà Tĩnh để đến với set đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Sanet Khánh Hòa và Lavi Long An. Ở set đấu đầu tiên thì Sanet Khánh Hòa đã đánh bại Lavi Long An với tỷ số 25-23. Và trong set đấu thứ hai này thì Sanet Khánh Hòa là đội phát bóng trước. Nhưng điểm số đầu tiên thuộc về Lavi Long An, 1-0. Ngay sau đó thì Phúc Lộc đã giúp cho Sanet Khánh Hòa xa bằng tỷ số 1-1. Không thể cứu bóng thành công, một tình huống không ăn ý giữa các vận động viên bên phía Lavi Long An. Và bất chấp nỗ lực của Lê Văn Thành, Sanet Khánh Hòa vẫn có được điểm số thứ hai của mình trong set đấu này. Bóng đi ra ngoài. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 3-1. Vừa từ một điểm của Quân Mòn. Kể từ đầu trận đấu đến giờ chúng ta rất ít thấy những tình huống đập bóng chuẩn xác mà thoát được tay chắn giống như vừa rồi của các vận động viên bên phía Lavi Long An. Điều này cũng tương đối dễ hiểu bởi chiều cao trung bình của Sanet Khánh Hòa là tốt nhất của giải đấu. Trong khi đó ở chiều ngược lại thì chiều cao trung bình của Lavi Long An là thấp nhất. Thế nên những điểm số chủ yếu của Lavi Long An đến từ những tình huống bạt chắn. Vừa rồi thì Phúc Lộc tiếp tục ghi điểm nâng tỷ số lên 4-2. Chắn bóng tốt. Đó là từ chắn bóng của Evandro, người đã đập bóng không qua chắn bên phía là Lavi Long An là Minh Hoàng. 5-2 cho Sanet Khánh Hòa. Lại là khoảng cách 3 điểm, 6-3. Chúng ta xin thay vận động viên số 17 ra sân, số 8 vào sân. Cộng sự thay được người bên phía Sanet Khánh Hòa khi Evandro được rút ra để cho Perotto vào sân. Rất hay, đó là pha ghi điểm của Quân Mòm. Những tình huống đập bóng thoát chắn như vừa rồi của Quân Mòm là điều rất cần thiết với Lavi Long An. 4-6. Phát bóng đi ra ngoài. Không phải lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay Quân Mòm có những tình huống phát bóng không chuẩn xác. 7-4.
Đến lượt Perotto có tình huống phạt bóng lỗi. 5-7. Có điểm dành cho La Vi Long An. 6-7, tình huống ghi điểm của Quang Khởi. Rất kỹ thuật, đó là pha đập bóng y của Quang Khởi. Bóng đã thoát khỏi các tay chắn bên phía Sanet Khánh Hòa. Sáu cho Sài Gòn Khánh Hòa rồi. Đó là pha phối hợp không ăn khớp. Bóng đi ra ngoài. Sẽ có khiếu nại tới từ Sài Gòn Khánh Hòa về tình huống bóng đã sượt qua tay chắn. Chúng ta cùng chờ những góc máy kỹ thuật để xem bóng đã chạm vào tay chắn bên phía La Vi Long An hay chưa. Có vẻ như đã sượt qua rồi. Đây là góc máy truyền hình và chúng ta cần thêm những góc máy kỹ thuật để nhìn được kỹ hơn. Đây là tình huống khiếu nại đầu tiên ở trong trận đấu giữa Sanet Khánh Hòa và La Vi Long An. Đúng là đã sượt qua tay chắn. Góc máy kỹ thuật chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ và điểm cho Sanet Khánh Hòa. Tình huống ghi điểm của Perotto. Điểm Sanet Khánh Hòa 9. Bóng sau vạch 3m thành công của Lê Văn Thành, một trong những biểu tượng của bóng chuyền Hà Tĩnh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 7-9. Quang Khởi. Không, xin lỗi quý vị và các bạn, đó là tình huống ghi điểm của Quốc Dư. 17. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm vừa rồi. Pha đá bóng của Quốc Dư đưa bóng đi sượt qua tay của Quang Khởi. Phong độ tốt của Quốc Dư ở vị trí đối chuyền đã khiến cho Từ Thành Thuận phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tầm quan trọng của Từ Thành Thuận đối với Sanet Khánh Hòa. Ở trong set đấu đầu tiên, trước sự vùng lên của La Vi Long An ở những điểm số cuối cùng, thì vai trò của Từ Thành Thuận đã được phát huy một cách triệt để khi anh được tung vào sân mang về cơ hội giành set point. Và sau đó thì Sanet Khánh Hòa đã có được điểm số quyết định. Thêm một điểm nữa dành cho La Vi Long An. 9-10. Thêm một lỗi dính bóng của Sanet Khánh Hòa. Quốc Dư tiếp tục ghi điểm để tái lập khoảng cách 2 điểm cho Sanet Khánh Hòa. 11-9.
Thêm một điểm nữa, và đó là tình huống ghi điểm của Perotto. Trước đó thì libero của La Vi Long An là Minh Toán đã không thể có một tình huống đỡ bước một tốt khi bóng bay thẳng sang phần sân của Sáng Lạc Khánh Hòa để cho Perotto tận dụng rất nhanh, nâng tỷ số lên 12-9. Bóng đi ra ngoài và chưa chạm tay chắn. 13-9. Chiều cao 1m86 của Lê Văn Thành không phải là quá tốt trong bóng chuyền nam. Cuồn mỏ. Tiếp tục là vận động viên duy nhất đến lúc này của La Vi Long An thực hiện được những tình huống đập bóng thoát chắn để ghi điểm. Mười mười ba. Thêm một điểm nữa cho La Vi Long An. 11-13. Không đi qua lưới. Tình huống phát bóng không qua lưới vừa rồi của Văn Thái là khá đáng tiếc. 14-11. Thêm một điểm nữa dành cho Sáng Nhất Khánh Hòa. 15-11. Chắn bóng tốt. Thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của Perotto trước cú đập của Lê Văn Thành. 15-15. Và lần đầu tiên ở trong set đấu thứ hai này thì La Vi Long An quyết định xin tạm dừng hội ý. Cua mòn 12-16. Không có bất cứ cơ hội nào dành cho Văn Thái để có thể cứu bóng sau cú đập vừa rồi của ngoại binh người Campuchia. Thêm một điểm nữa dành cho La Vi Long An. 13-16. Lại là cú đập của Guan Mòn. Bất chấp nỗ lực cứu bóng của Trung Trực, điểm số vẫn được ghi.
chắn bóng tốt. 3 điểm liên tiếp dành cho La Vì Long An. 14-16. Bên phía Sanet Khánh Hòa 15-16. Và bên phía Sanet Khánh Hòa quyết định tạm dừng hội ý lần đầu tiên trong set đấu này. Chắn bóng tốt. Mạch lên điểm của La Vì Long An đã bị chặn đứng. Và Sa Đéc Khánh Hòa vừa lên dẫn 17-15. Quốc Thiện đã được tung vào sân. Có vẻ như anh vào sân thay cho Văn Tú. Xử lý tốt của trưởng hàng Quốc Thiện giúp cho Porto ghi điểm 18-15. Tình huống ghi điểm tốt của Lê Văn Thành 16-18. Bị đánh giá thấp hơn Sanet Khánh Hòa nhiều, thế nhưng La Vì Long An luôn tạo ra được một khoảng cách điểm số tương đối ấn tượng trước nhà đương kim vô địch. Và ghi điểm sau vạch 3m của Quốc Sự 19-16. Thì tới lượt Văn Thành ghi điểm. Bóng đã chạm vào tay trắng bên phía Sanet Khánh Hòa trước khi đi ra ngoài. 17-19. Thêm một điểm nữa dành cho La Vì Long An 18-19. Người ghi điểm đó là Quang Khởi. La Vì Long An đang chơi đầy hưng phấn. Và họ cũng đã khiến cho các khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao của Hà Tĩnh phấn khích tẹo. Sự thay đổi người ở vị trí chuyền hài của Sanet Khánh Hòa khi Văn Tú vào sân thay cho Quốc Thiện. Đó, tình huống ghi điểm của Văn Tiền 20-19.
chắn bóng đi ra ngoài mất rồi. 20 đều. Bóng như vừa rồi của Dương Văn Tiền là rất khó để có thể cản phá. 21-20. Bóng ngoài. Đây đáng tiếc. Đó thì huống đập bóng của Quang Khởi. 22-20 cho Sanet Khánh Hòa. Lavi Long An đã quyết định xin tạm dừng hội ý lần thứ hai trong set đấu này. Thêm một tình huống đập bạt chắn nữa và lần này người ghi điểm đó là Quang Khởi. 21-22 cho La Vi Long An. Đó là câu trả lời của Quốc Dự. Quốc Dư cũng đã có một tình huống đập bóng trúng tay chắn bên phía La Vi Long An trước khi đi ra ngoài. 23-21. Ghi điểm đó là Cua Mòm. 22-23. Bên phía Sanet Khánh Hòa có sự thay đổi người ở vị trí ngoại bình khi Peroto rời sân nhường chỗ cho Evandro. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 24-22 và có set point dành cho Sanet Khánh Hòa. Ở set đấu thứ hai thì Quốc Dư chính là người đã mang về nhiều điểm nhất cho đội bóng chuyền thành phố biển. Bóng đi ra ngoài mất rồi. 25-22 là tỷ số của set đấu thứ hai và chiến thắng vẫn thuộc về Sanet Khánh Hòa. Như vậy là Sanet Khánh Hòa đang tạm thời dẫn 2-0 sau hai set đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi đến với set đấu thứ ba.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao của Hà Tĩnh để đến với set 3 cuộc đối đầu giữa Sandec Khánh Hòa và La Vi Long An trong khuôn khổ giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024. Tại giai đoạn 1 của nội dung dành cho nam thì các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 3 cho đến hết ngày 6 tháng 4 năm 2024. Trong set đấu thứ 3 này thì La Vi Long An là đội giành quyền phát bóng trước. Điểm dành cho Sandec Khánh Hòa 1-0. Đó là tình huống ghi điểm của Thanh Phương. Đập bóng ra ngoài. Không, có vẻ như các trọng tài xác định là có lỗi cướp bóng của các vận động viên bên phía La Vi Long An. Trọng tài đang giải thích cho ban huấn luyện bên phía La Vi Long An về việc vì sao điểm số vừa rồi được tính cho Sandec Khánh Hòa 2-0. Đi ra ngoài sau tình huống bỏ nhỏ không thành và 3-0 cho Sandec Khánh Hòa. Đó là pha bỏ nhỏ của Quang Khơi. Chắn bóng tốt. Tình huống chắn bóng thành công vừa rồi là của Lê Văn Thành và điểm số đầu tiên cho La Vi Long An trong set đấu này 1-3. Như vậy là Từ Thanh Thuận đã vào sân thi đấu ở trong set đấu thứ 3 này. Anh vào sân thay cho Quốc Dư. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 sau pha phát bóng ăn điểm trực tiếp vừa rồi của Quang Khơi. Lần này thì cú phát bóng của Quang Khơi đã không qua lưới. 4-2. Người đã ghi điểm cho La Vi Long An đó là Kuan Mo. 3-4. Bóng lại đi ra ngoài. Hai tình huống phát bóng hỏng liên tiếp của La Vi Long An. 5-3. Sự thay đổi người ở vị trí chuyền hài của Sandec Khánh Hòa khi Quốc Thiện được tung vào sân để thay cho Văn Tú. Bên phía La Vi Long An quyết định thực hiện khiếu nại về tình huống các tay chắn bên phía Sandec Khánh Hòa chạm lưới. Có lẽ đó là tình huống để tay chạm lưới của Quốc Thiện. Chúng ta vẫn đang chờ đợi góc máy kỹ thuật để xem
ở tình huống vừa rồi thì Quốc Thiện đã để tay chạm lưới hay chưa. Tình huống chờ đợi khá mất thời gian. Đã có góc máy kỹ thuật rồi. Đúng là Quốc Thiện đã để tay chạm lưới ở trong tình huống nâng tay lên chứ không phải là tình huống chắn bóng. Có điểm cho LaVie Long An. Bay đi ra ngoài của Lê Văn Thành. 6-4 cho Sân Khách Khánh Hòa. Bóng vẫn trong sân, tình huống ghi điểm tốt của Minh Hòa. 5-6. Từ Thành Thuận đã giúp cho Sa Đéc Khánh Hòa tái lập khoảng cách 2 điểm. 7-5. Sau đó thì Đình Nhu đã thực hiện một pha phát bóng không qua lưới, tương đối đáng tiếc. 6-7. Liên tiếp là những tình huống phát bóng hỏng của vận động viên hai đội. 8-6 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Bóng trong sân, Lê Văn Thành đã ghi điểm cho LaVie Long An. 7-8. Một tình huống đập bóng chéo sân chuẩn xác của Lê Văn Thành. Bóng không qua lưới. Thêm một tình huống phát bóng không qua lưới nữa của LaVie Long An, và đó là pha phát bóng của Thoại Khương. Không dễ để có điểm trước Sa Đéc Khánh Hòa, nhưng LaVie Long An vẫn để mất điểm ở những tình huống phát bóng một cách đầy đáng tiếc. Đó, tình huống tranh chấp trên lưới thành công của Evandro. 17. Trồng tốt. 8-10. Trọng
chắn bóng tốt. Một mình Lê Văn Thành ở trong pha bóng vừa rồi vẫn chắn được cú đập của Evandro. 9-10. Mới đều tình huống ghi điểm của Quân Mom. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm vừa rồi. Bóng đã chạm vào tay chắn bên phía Sanac Khánh Hòa trước khi rơi xuống phần sân của đội bóng này. Bóng đi ra ngoài sau tình huống đập bóng của Evandro, nhưng các trọng tài xác định trước khi ra ngoài bóng đã sượt qua các tay chắn bên phía La Vi Long An. 11-10. Đó là tình huống phối hợp không ăn khớp. 12-10 cho Sanac Khánh Hòa. Đó là cú ăn mòm. 11-12. Chúng ta cùng trở lại tình huống ghi điểm vừa rồi của cú ăn mòm. Để có được pha đập bóng chuẩn xác như vậy thì trước đó các vận động viên bên phía La Vi Long An đã phòng ngự hết sức kiên cường. Thêm một điểm nữa dành cho La Vi Long An. 12-12. Những pha đập bóng gần nhất của Evandro đều đã không vượt qua được các tay chắn bên phía La Vi Long An. Và sự thay đổi người ở vị trí truyền hải khi Văn Tú trở lại sân thay cho Quốc Thiện. Từ Thanh Thuận đã ghi điểm. 13-12 cho Sanac Khánh Hòa. Thêm một tình huống ghi điểm nữa của Quân Mom khi cú đập của ngoại binh người Campuchia trúng tay chắn bên phía Sanac Khánh Hòa trước khi đi ra ngoài. 13-13. Nhưng ngay sau đó thì Evandro đã tái lập khoảng cách dẫn điểm cho Sanac Khánh Hòa. 14-13. Sanac Khánh Hòa xin vào vận động viên số 3 ra sân, số 2 ra sân. Bên phía Khánh Hòa có sự thay đổi người khi số 2 Quốc Đoàn vào sân thay cho số 3 Dương Văn Tiền. Và phối hợp dẫm để một chân sau đầu tốt của La Vi Long An. Người đã ghi điểm trong tình huống vừa rồi đó là Minh Hòa. Bên phía Sanac Khánh Hòa có sự thay đổi về ngoại binh khi Evandro rời sân nhường chỗ cho Perotto.
15-14. Vẫn là lợi thế dẫn điểm thuộc về Sa Đéc Khánh Hòa. Thêm một tình huống ghi điểm nữa của Minh Hoàng. 15-15. Vẫn là tình huống phối hợp dẫn điểm một chân sau đầu. Bên phía là Vi Long An, số 8 Hữu Tài vào sân thay cho số 11 Văn Thái. Và chắn bóng tốt của La Vi Long An. Và lần đầu tiên ở trong set đấu thứ 3 này, La Vi Long An vươn lên dẫn trước 16-15. Tình huống đập bóng sau vạch 3m không thành công của Từ Thanh Thuận. Bóng đã chạm vào cái tay của Quang Khởi trước khi rời sang phần sân bên phía Sa Đéc Khánh Hòa. Lần này thì Từ Thanh Thuận đã chuẩn xác. 16-16. Không thể cứu bóng được. 17-16 cho La Vi Long An. Đó thì hướng đập bóng của Lê Văn Thành. Tiếp tục ghi điểm để giúp cho Sa Đéc Khánh Hòa sang bằng tỷ số 17-17. Tiếp là những tình huống đập bóng của La Vi Long An. Các tay chắn bên phía Sa Đéc Khánh Hòa vẫn đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình, nhưng đã không thể ngăn cản La Vi Long An ghi điểm 18-17. Sau những tình huống đập bóng thì bất ngờ vừa rồi, Lê Văn Thành quyết định thực hiện một pha bỏ nhỏ, và sự thiếu ăn ý giữa Peroto và Thanh Phương đã giúp cho La Vi Long An tiếp tục vươn lên dẫn trước 18-17. Bóng đi ra ngoài. 18-18. Khá đáng tiếc với pha phát bóng vừa rồi của Quang Khởi. Rất mạnh, đó là Peroto. 19-18. Thế dẫn trước đã thuộc về Sa Đéc Khánh Hòa. Cuồn mòm đã giúp cho La Vi Long An sang bằng tỷ số 19-19. Thank you.
đỡ bước một rất không tốt. Đó tình huống xử lý lỗi của Peroto. La Vì Long An 20, Sa Nét Khánh Hòa 19. Ngay sau đó thì Peroto đã sửa sai với tình huống ghi điểm của mình. 20 đều. Tình huống phát bóng của Từ Thanh Thuận. Liên tiếp là những tình huống xử lý trên lưới rất hay của các vận động viên bên phía La Vì Long An. 21-20. Minh Hòa là người chắn bóng trước và sau đó thì Lê Văn Thành là người ghi điểm. Chắn bóng ra ngoài. Khá đáng tiếc cho La Vì Long An. Từ Thanh Thuận tiếp tục phát huy vai trò của mình ở những thời điểm rất quan trọng của trận đấu. Hai mốt đều. Một tình huống chạm lưới của Kuan Mom. 22-21 cho Sa Nét Khánh Hòa. Bên phía La Vì Long An quyết định xin tạm dừng hội ý. Cho Sa Nét Khánh Hòa rồi. Tình huống xử lý trên lưới tốt vừa rồi là của Quốc Đoàn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 22-23 sau pha phát bóng không qua lưới của Peroto. Sau đó thì tới lượt các vận động viên bên phía La Vì Long An để mất điểm. 24-22 và có hai cơ hội giành match point cho Sa Nét Khánh Hòa. Phúc Lộc phát bóng. Và đập bóng không qua lưới của Peroto. Matchpoint đầu tiên đã được cứu. 23-24. Bên phía Khánh Hòa có sự thay đổi người khi số 2 Quốc Đoàn rời sân nhường chỗ cho số 3. Không. Đó sự thay đổi người bên phía La Vì Long An. Thoại Khương số 2 rời sân nhường chỗ cho số 14 Văn Trung. Và điểm quyết định
đã thuộc về Sanet Khánh Hòa và đó là tình huống ghi điểm của Từ Thanh Thuận. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho nhà đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia Cúp Hóa Chất Đức Giảng. Không bất ngờ khi Sanet Khánh Hòa có chiến thắng 3-0 trước La Vi Long An. Nhưng theo dõi các set đấu, chúng ta có thể thấy La Vi Long An đã có